Anh chàng này vì để triệt phá đường dây buôn bán đá bảo xuyên quốc gia mà đã bất chấp tất cả. Sau những nỗ lực giả làm kẻ điên hay sát thủ thì anh cũng đã thành công vào được đường dây của băng đảng. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay khi anh vô tình phát hiện người vợ đầu ấp tay gối của mình cũng tham gia vào phi vụ này. Điều bất ngờ hơn là ông trùm của tổ chức lại là mối tình đầu của vợ mình. Anh sẽ phải gánh vác chuyên án có 102 này thế nào đây? Liệu người vợ của mình có chìm sâu vào trong chiến dịch lần này để quay lại với mối tình đầu của tôi hay không? Quay về quá khứ 2 năm về trước tại Seoul, anh chàng này là Jun Mo. Anh là một cảnh sát làm chân lon ton tại một phường nhỏ trên Seoul. Jun Mo có một cô vợ thùy mị nết là Eui Jong. Cô cũng mới được các quan trên bế về Bộ Quốc phòng để làm việc. Gia đình nhà Eui Jong có gia phả làm công an từ thời ông cố nội nên rất khốn khổ. Do nhà vợ có gia phả làm chức to trong bộ máy nhà nước lên nhiều khi Jun Mo hay bị tự ái về bản thân mình. Hôm nay là ngày đẹp trời anh cả cô vợ của mình sang nhà ông bố vợ ăn trực. Nào ngờ trong bữa ăn Jun Mo bị mọi người trong gia đình Eui Jong coi thường vì chức vụ của anh bây giờ quá nhỏ. Phải tôi là ông này chắc vì tự ái tôi bỏ về luôn cũng lên. Ăn miếng cơm cũng cảm thấy không được ngon. Nhưng may mắn thay anh luôn được cô vợ thùy mị nết la luôn ủng hộ mình trong mọi công việc. Tức tối thay anh về nhà hút điếu xì gà gân cho giảm áp lực. Anh quay lại với bàn làm việc thì nhìn thấy chiếc ảnh cưới của hai người. Từ đó anh cũng luôn nghĩ cho bản thân phải cố gắng lên. Vì vợ anh có thể làm tất cả để phấn đấu kiếm thật nhiều tiền. Anh mở chiếc hộp quà và tự nhủ bản thân phải mua được hột xoài to hơn cái này mới được. Lúc này tại một quán bar ở Gangnam anh chàng này là Ji Chun. Anh ta là một DJ nổi tiếng có số má tại các quán bar cỏ. Chỉ với một câu nói của anh đã khiến hai chú chim non ở dưới đang ẩu đả phải xón ra quần vì sợ hãi rồi bỏ đi. Lúc này đại ca lớp 1A tên Giang Kyung Chun đã để mắt tới anh. Lão ta đã mời anh tới phòng VIP của mình để nói chuyện. Ông ta muốn ngỏ ý mời Ji Chun về đấu quân cho mình. Nhưng với bản tính lương thiện của mình thì anh đã không đồng ý. Cho tới khi đại ca Giang ngỏ ý muốn chia 30% doanh thu kiếm được thì ngay lập tức anh đã đồng ý. Đúng thật trên đời này có tiền mua tiên cũng được. Cứ thế một năm nhanh chóng cũng đã trôi qua. Lúc này Ji Chun đã là một đại ca khét tiếng có số má ở khu vực Gangnam này. Tuy làm đại ca nhưng anh vẫn phải nhượng bộ dưới mấy tên nhà giàu. Những tên này nhà có tiền nên làm phiền được thiên hạ mà. Nhiều khi anh bị chúng vuốt má hôn yêu là tức cái mình không làm gì được. Do sự nhẫn nhịn của mình nên anh cũng bị mấy thằng danh con trong băng đảng khinh thường. Một năm trôi qua ấy anh vẫn luôn nhẫn nhịn làm theo lời tên đại ca Giang. Tới nay đã hết hợp đồng tên Giang lại muốn lật kèo không muốn chia cổ phần với Ji Chun nữa. Anh bột miệng đành rủ hắn đi câu trộm chó làm cẩu tặc. Hắn ta không đồng ý liền cho cái bô vào mặt anh. Hắn ta không muốn vì mấy con gâu gâu mà vào tò chăn kiến liền chửi mắng anh không ra gì. Vì quá a cay con chim cú anh liền về ngồi nhậu và tâm sự với ba anh em của mình. Mấy anh em của Ji Chun cảm thấy điều này thật là bị sỉ nhục. Mọi người bắt đầu lên kế hoạch để xử đẹp những tên dám cản đường của đại ca mình. Ngay tối hôm đó Ji Chun đã cho mấy tên bốc phét giống thằng hàng xóm nhà tôi một bài học. Anh tìm tên có taxi liên hệ với khách sạn mấy tên đầu khắc sắp tới nghỉ dưỡng. Anh sẽ hợp tác với Jongryon để xử lý tên đại ca đầu khắc kia và chiếm lấy Gangnam. Vì được chia lợi nhuận từ việc này nên Jongryon liền đồng ý. Tên đại ca đầu khắc này vẫn vui vẻ cùng đàn em của mình tới khách sạn ăn chơi nhảy múa. Nhưng nào có biết hôm nay sẽ là ngày giỗ của mình. Tối hôm ấy Ji Chun tự nhủ với bản thân phải thành công không được thất bại. Đúng 3 giờ sáng tất cả đàn em của Ji Chun cùng tập hợp lại một chỗ. Đồng thời anh cũng ra lệnh cho đàn em bật tín hiệu cho Jongryon đưa người của mình vào trong. Hai bên bắt đầu tập trung lấy đồ và bắt đầu cuộc thanh trừng của mình. Họ nhanh chóng chia từng đội ra các phòng để xử lý đám đàn em của tên đại ca Dung. Những tên đàn em của đại ca Dung được ăn hành ngập mồm. Lúc này bất chợt chuông báo động được bật lên. Tất cả đàn em của hai bên đều được tập hợp. Họ lao vào ẩu đả với nhau như chưa hề có cuộc chia ly. Hai con hổ sẽ không sống chung được một núi nên họ nhất quyết phải tìm ra được một con xứng đáng làm lão Phật ra. Vì trận đấu này là trận đấu sinh tử nên Ji Chun đã đặt cả tính mạng của mình vào vụ cá cược này. May quá nó nổ tài chứ không nổ xỉu cho phía Ji Chun. Phía bên Ji Chun lúc này đang nắm được phần thắng rất cao. Tên đại ca đầu khắc Giang thấy tình thế bất ổn cho mình liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy thoát thân. Nhưng lưới trời lồng lộng làm sao thoát được khỏi tay của Ji Chun. Hắn đã bị Tae Ho và Jongryon chặn đầu. Hắn ta ngoan ngoãn ngồi lên ghế để Tae Ho đeo cho anh chiếc lắc bạc hình số 8. Tae Ho lúc này thấy chiếc đồng hồ hắn đeo thấy hợp với mình liền cướp của hắn. Tên đại ca đầu khắc vì tiếc của lên không nỡ đình phản kháng. Nào ngờ bị Tae Ho xì giấm cái bay xa 1 mét. Hắn ta tức giận liền cầm cái kéo của vợ tôi đâm cho Tae Ho bất tỉnh nhân sự. Ji Chun thấy người anh em của mình bị đâm liền tức giận chạy tới. Nhưng lúc này Tae Ho đã không qua khỏi và lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân. Ji Cheon lúc này tức giận liền lao đến bên đại ca đầu khắc. Ji Chun lúc này ba máu sáu cơn phẫn nộ liền bỏ qua kế hoạch của mình. Anh liền dùng con dao đâm anh nhiều phát để trả thù cho đồng đội của mình. Ngày hôm sau Ji Chun liền đến Busan gặp lão Phật gia. Ji Chun thông báo với lão Phật gia là tên đại ca đầu khắc kia đã phản bội băng đảng của mình. Hắn đã tự ý liên kết với người ngoài buôn bán gà móng đỏ trong địa bàn của băng. Anh rất tinh tế còn chụp ảnh lại để làm bằng chứng rồi đưa cho lão Phật gia. Ji Chun liền giả vờ là tên đại ca đầu khắc đã bỏ trốn trước khi bị phát hiện. Lão Phật gia là một người rất đa nghi nên chưa tin tưởng Ji Chun cho nắm. Ji Chun lúc này liền đưa ra điều kiện với lão Phật gia. Mỗi tháng anh sẽ chu cấp cho lão Phật gia 50 triệu won. Lão Phật gia thấy quá hợp con bà Lý liền đồng ý luôn. Ji Chun thành công là lão đại của Gangnam lúc bấy giờ. Ji Chun ngay lập tức tìm đến giáo sư Yoon lấy thông tin mật từ ông. Đó cũng là những bước đầu trong kế hoạch của anh.
Bên này tại một quán bar có một cô gái đang ngáo lá đu đủ. Cô nghĩ bản thân được ông bà độ kiếp liền liền nhảy híp hốp từ trên tầng xuống. Và quả nhiên cô được một vé lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân. Cảnh sát Nhật Bản lúc này biết tin liền lập tức tìm đến văn phòng kiểm sát quận Seoul. Họ đang trao đổi với nhau về vụ án mới xảy ra. Họ nghi ngờ một băng đảng ở Gangnam đang liên kết với nhóm Yakuza để buôn bán đá xây nhà ở các quán bar. Họ cần tìm cách xâm nhập vào băng đảng ấy để tóm gọn cả lũ trong một mẻ. Lúc này đội trưởng cũ của Junmo là Seok chạy 3.000 km để tới tìm cậu. Seok mong Junmo có thể đồng ý với mình trà trộn vào băng đảng khét tiếng ở Gangnam do Ji-chun cầm đầu. Anh muốn Junmo thâm nhập vào đó để điều tra đường dây buôn đá bảo của bọn chúng. Junmo không muốn mình trở thành một tên tội phạm nên anh đã không đồng ý với Seok. Junmo sợ gia đình nhà vợ mình sẽ nghĩ anh là một kẻ ăn bám suốt ngày lêu lổng. Junmo lúc này đang ở chỗ làm việc suy nghĩ về điều vừa nãy thì bất chợt công tố viên tới gặp anh. Ông ta đánh vào điểm yếu của Junmo để mời anh thực hiện nhiệm vụ lần này. Lão ta chỉ ra người bố của cậu là một người nghèo uy tín, vì bố cậu bị nghèo mà cậu không thể thăng chức lên được. Junmo nghe thấy vậy liền tức giận bỏ đi. Những lời nói của lão công tố viên đã đánh thức được ý chí chiến đấu của Junmo. Để không bị gia đình vợ khinh thường nữa, anh lập tức nhận nhiệm vụ. Anh đề nghị lão công tố phải thăng chức cho anh lên 2 bậc. Ông ấy liền chấp nhận. Junmo cần tiếp cận người đứng đầu băng đảng Gangnam là Ji-chun. Những tên đó xem nhau như anh em nên rất khó để lấy lòng tin. Junmo đóng vai anh họ của Tae-ho, người đàn em vừa chết trước đó, để tìm cơ hội thâm nhập hang ổ. Anh lấy tên Kwon Seung Ho làm việc trong đội đánh cá. Bên phía cảnh sát sẽ lo hết những giấy tờ còn lại. Junmo xin nghỉ phép ở đồn cảnh sát với lý do ông hàng xóm nhà kế bên chớt. Anh lập tức lên đường đến nhà hàng Ji-chun hay đến dùng bữa. Anh ngồi lì ở đấy nhâm nhi mấy viên lạc rang mà không gọi thêm món gì. Anh yêu cầu nhân viên kêu Ji-chun đến gặp mặt. Anh còn gây sự với cả quán khiến dân xã hội thâm đến. Với sự lươn lẹo của mình, anh đã thành công gặp được mặt Ji-chun. Hắn vừa ngồi xuống đã chú ý chiếc đồng hồ mà Junmo đeo. Nó chính là của người anh em Tae-ho đã mất. Ji-chun tức giận túm cổ áo tra hỏi về chiếc đồng hồ. Junmo bình tĩnh chất vấn bọn chúng. Các người đã tìm ra kẻ rớt Tae-ho hay chưa? Ji-chun rất nghi ngờ người anh họ từ trên trời rơi xuống lại xuất hiện vào đúng thời điểm này. Junmo mặc kệ lời họ khuyên ngăn, liên tục chửi bới bọn chúng chẳng khác gì lũ cặn bã. Sau khi đạt được mục đích liền rời khỏi nhà hàng. Ji-chun cùng đàn em lập tức đến nhà Tae-ho để xác nhận. Anh đưa cho bố Tae-ho một cọc tiền muốn moi tin tức về chiếc đồng hồ và người anh họ xa lạ. Ông ta nói Junmo thực sự là anh em thân thiết của Tae-ho từ hồi tiểu học. Ông không lấy một đồng nào từ Ji-chun và mong anh đừng tìm đến nhà mình nữa. Tất cả đều nằm trong dự tính của phía cảnh sát. Hôm sau, Junmo tìm đến văn phòng của Ji-chun theo danh thiếp. Anh mới vào cửa đã được sự chào đón nồng nhiệt từ các đàn em. Ji-chun đưa túi tiền để Junmo không làm loạn nữa. Nhưng mục đích của anh đâu phải vì tiền. Anh thẳng mặt chửi Ji-chun là thằng rẻ rách và định bỏ đi. Thế là cả đám lao đến muốn dạy dỗ Junmo. Ai ngờ họ chỉ là những tên to xác đánh đấm chẳng ra sao. Cả lũ bị anh đấm cho không trượt phát nào. Anh không án bố con thằng nào đập chúng một cách rất tàn nhẫn. Junmo khẳng định mình đủ bản lĩnh để trả thù cho thằng em cùng cha khác ông nội. Junmo chăm chỉ phát tờ rơi tìm tên đại ca đã chết. Anh thành công cho đám đàn em của Ji-chun thấy được sự nhiệt huyết của mình. Tên đàn em thân cận của Ji-chun là Hee Se-ong tìm đến kẻ cầm đầu băng phái kẻ thù trước kia. Anh nói xấu Ji-chun sau khi kiếm được nhiều tiền chẳng coi ai ra gì. Se-ong muốn hợp lực để cùng nhau hạ gục Ji-chun. Anh kích thích hắn trả mối thù năm xưa. Hắn liền đến gặp lão Phật gia xin ông ta cho mình trả thù cho đại ca. Nhưng lão Phật gia lúc này khá đắn đo vì Ji-chun tháng nào cũng gửi tiền đầy đủ cho mình. Nghe tên đó sẽ đưa số tiền gấp đôi làm kẻ tham tiền như ông ta khó lòng từ chối. Hee Se-ong đưa hắn đến trước tòa nhà tối nay băng đảng của hắn sẽ tổ chức ăn mừng. Anh cẩn thận hỏi tên cầm đầu về kế hoạch. Anh chu đáo muốn nhận vũ khí của bọn họ trước và mình sẽ đặt chúng dưới quầy bar cho thuận tiện. Junmo cũng được gọi đến vào thời điểm đó. Ji-chun đưa ra đề nghị gia nhập băng đảng của mình. Đúng lúc này đám người muốn xử lý Ji-chun xông vào. Ji-chun nói họ là đàn em của kẻ đã giết Tae-ho. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ji-chun. Vũ khí bọn chúng giấu đã bị lấy đi. Tên cầm đầu biết mình bị chơi xỏ nhưng vẫn liều mạng muốn giết Ji-chun. Junmo thấy vậy cũng nhiệt tình tham gia. Ji-chun liên tục bị tấn công. Hai người cố gắng xử lý bọn chúng nhanh gọn. Hóa ra nơi này đã bị đàn em của Ji-chun bao vây. Hai bên lao vào điên cuồng đánh nhau. Chỉ trong vài phút liền bị đội nhà Ji-chun dọn sạch. Tên cầm đầu bị chúng đánh gãy chân thành kẻ tàn phế. Tất cả chỉ để Ji-chun dọn sạch sẽ kẻ chống đối mình. Ji-chun thành công có lý do để lật mặt với lão Phật gia. Ông ta liền cho người xử lý Ji-chun. Tiệc ăn mừng tối nay là món quà dành cho Tae-ho. Ji-chun rất yêu quý người anh em đó và mong có thể mở quán kinh doanh hoàn thành mong ước của Tae-ho. Ji-chun liền chủ động nói mình đã xử lý tên đại ca đầu khắc đó và xé hắn thành từng mảnh rồi. Junmo như kế hoạch được Ji-chun cho vào tổ chức. Có nhiều đàn em vẫn không hài lòng nhưng cũng không dám ho he gì. Junmo trở thành em út của băng phái. Công việc của anh hàng ngày là tuần tra khu vực với tên đàn em khác. Anh sẽ xử lý mâu thuẫn tranh cãi xảy ra. Một thời gian trôi qua anh không tra được manh mối gì quan trọng. Còn Eui trong lúc này đang làm việc trên Seoul mà không biết chuyện của chồng mình. Cô khá thoải mái trong cuộc thẩm vấn của mình. Cô cố gắng khuyên cậu sinh viên đưa ra lời khai để được giảm nhẹ án. Hôm nay cô tình cờ gọi về nhà thì mới biết Junmo đã xin nghỉ việc tại đồn cảnh sát. Cô liên lạc với anh và muốn anh sắp xếp thời gian để đi ăn cùng mình. Anh nói dối ba Yeongje mình cần ra ngoài có chút việc riêng. Cũng may hắn dễ tin người lập tức đồng ý.
Eui Jong tỏ ra bình tĩnh ngồi ăn bánh gạo đợi Jun Mo chủ động kể chuyện gì đang xảy ra. Anh đành nói mình đang hoạt động ngầm để bắt kẻ buôn đá xây dựng. Cô chưa kịp phản ứng thì Ji Chun cùng đàn em bỗng xuất hiện ở đây. Jun Mo hoảng hốt chuẩn bị lựa lời giải thích. Không ngờ rằng Eui Jong và Ji Chun đã quen nhau trước đó. Ji Chun còn biết rõ cô đang làm cảnh sát. Jun Mo lập tức bị đánh sấp mặt. Anh bị chất vấn tại sao lại tiếp cận cảnh sát. Anh cố giải thích họ là bạn tiểu học. Bố mình đang bị giam giữ nên mới nhờ Eui Jong giúp đỡ. Nhưng họ đều không tin tưởng Jun Mo. Sự trùng hợp đó khó mà giải thích được. Ji Chun chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình. Anh ta có sợi dây chuyền giống với cái ở trong hộp trang sức của Eui Jong. Hai người đã quen nhau tại nhà thờ lúc trung học. Sợi dây chuyền đó chính Eui Jong tặng cho Ji Chun. Hai người đều có tình ý với nhau vào thời điểm đó. Tới một ngày gia đình của Ji Chun gặp biến cố, hai người từ đó không còn liên lạc với nhau. Eui Jong đến bệnh viện thăm mẹ và tâm sự với bà về Ji Chun. Họ biết anh ta đang làm xã hội thâm và thấy tiếc về điều đó. Ji Chun lập tức muốn điều tra về lý lịch của Jun Mo và chồng của Eui Jong. Cô rất lo lắng liền gọi điện hỏi thăm chồng. Jun Mo thì luôn băn khoăn về mối quan hệ giữa Ji Chun và vợ mình. Eui Jong rất thất vọng khi tiền bối Seok để Jun Mo thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Nhưng phía cảnh sát vẫn cố gắng đợi diễn biến tiếp theo. Tên tay sai lập tức lấy được thông tin về hai người và đến đưa cho Ji Chun. Thông tin về Jun Mo không có gì đáng ngại và cần thêm thời gian để xác minh. Hắn cũng tìm được ảnh của chồng Eui Jong. Sau khi nhìn rõ mặt người đó, Ji Chun liền gọi Jun Mo vào trong. Anh ấy rất căng thẳng khi phải đối mặt với Ji Chun. Cũng may phía cảnh sát kịp thời trao đổi ảnh người chồng thành Jo Hyung. Ji Chun gọi Jun Mo đến chỉ tò mò giữa mình và tên đó ai là người đập trai hơn. Jun Mo thoát khỏi sự nghi ngờ của hắn ta. Tối hôm đó có một đám người kéo đến tòa nhà của Ji Chun. Jun Mo cũng kịp thời chạy đến muốn cứu đại ca. Trong lúc Ji Chun chỉ có một mình không biết làm sao, Jun Mo xông vào hét lớn mình chính là Ji Cheon và thu hút sự chú ý của mọi người. Hai bên lập tức xông đến đánh nhau dữ dội. Ji Chun cầm súng muốn bắn nhưng sợ trúng Jun Mo nên không thể ra tay. Đám người cũng vội vã rút lui. Ji Chun tự mình đưa Jun Mo đi khâu vết thương. Họ đều nghĩ rằng đám người đó là tay sai của lão Phật gia phái tới để xử lý Ji Chun. Ji Chun lúc này đang nghĩ đến khoảnh khắc Jun Mo liều mạng bảo vệ mình. Ji Chun chọn Jun Mo làm cận vệ sau này mặc kệ sự ngăn cản từ những kẻ khác. Hóa ra những người vừa rồi là do cảnh sát đóng giả, mục đích giúp Jun Mo lấy được sự tin tưởng từ Ji Chun. Sau đó Jun Mo được đến ở cạnh phòng của Ji Chun. Anh thành công đóng quân vào căn cứ của bọn chúng. Ji Chun hỏi anh Jo Hyung vẫn dễ tính và ngầu như xưa chứ. Sự thân thiết đó khiến Jun Mo vô cùng khó chịu. Hắn cùng Jun Mo đến bệnh viện thăm mẹ Eui Jong. Anh viện lý do không thể vô trong vì sợ lộ thân phận của mình. Lão Phật gia sang Nhật Bản bàn chuyện muốn xử lý Ji Chun. Lão muốn để tự mình quản lý khu Gangnam. Nhưng đàn em của sếp Kamemoto không tán đồng vì Ji Chun luôn xem ông ta như một người cha. Lão Phật gia cũng không thèm quan tâm lời khuyên tự làm theo ý mình. Mẹ của Eui Jong vẫn nhớ Ji Chun và khá yêu quý anh. Bà cũng lấy làm tiếc khi mẹ Ji Chun đã xảy ra chuyện. Hai người thân thiết cùng nhau đi dạo dưới ánh mắt khó hiểu của Jun Mo. Bà còn dặn dò Ji Chun nên tìm công việc khác để ổn định cuộc sống. Lúc này Kamemoto ra bên Nhật gọi đến. Anh thân thiết gọi bố thông báo tiến hành theo kế hoạch. Kamemoto liền trừ khử lão Phật gia còn tên đàn em may mắn chạy thoát. Hôm nay Ji Chun cùng đi câu cá với hai đàn em trung thành. Đây là cơ hội tốt để Jun Mo tìm manh mối. Tranh thủ trong lúc dọn dẹp, Jun Mo liên tục tra hỏi tin tức. Tất cả đều ra ngoài để ăn chơi, chỉ còn Jun Mo ở lại canh giữ. Anh tìm cách để nguồn điện tự ngắt và lấy máy ảnh chụp lại tài liệu trong văn phòng. Jun Mo cẩn thận ghi hết ngày sinh của băng Gangnam để nhập mật khẩu phòng Ji Chun. Nhưng tất cả đều không đúng. Anh chợt nghĩ tới ngày sinh của vợ mình và nhập thử vào. Không ngờ nó thực sự được mở ra. Anh bỏ qua cơn giận trong lòng, tranh thủ chụp lại tất cả. Nhưng có điểm nghi ngờ chính là việc họ thường xuyên đi câu cá, nhưng họ lại không có dụng cụ chuyên dụng. Cảnh sát Nhật Bản phát hiện giấy tờ tùy thân của lão Phật gia bên bờ biển. Họ nghi ngờ thủ phạm đã phi tang xác xuống biển. Trên đường có thanh niên lái xe đến cửa hàng quần áo. Tên này phân phối đồ cho các con vợ đang nghẹo. Hắn cất đồ sau hộp đựng trang sức và đưa tới cho các con vợ. Bỗng vài tên đối thủ của Ji Chun xuất hiện đánh tên đó vô cùng thảm thương. Bọn chúng muốn tra hỏi hắn đang bán hàng cho ai. Mặc dù không muốn tiết lộ nhưng bị tra tấn đau đớn lên, hắn liền khai ra. Bỗng hai tên đàn em phát hiện chiếc đèn pin là của cảnh sát. Nó rơi lại vào ngày đám người xông đến muốn đánh Ji Chun. Hắn ngẫm nghĩ đến mục đích cảnh sát dựng vở kịch đó. Kẻ đứng sau bán hàng cho tên thanh niên chính là băng đảng của Ji Chun. Khi bọn chúng vừa đến nơi, một tên cao to với biệt danh Baby liền lấy đồng hồ của tên kia. Tên cầm đầu còn liên tục tát vào mặt hắn. Cả bọn bỏ thanh niên sắp lên bảng điểm số ở lại. Bọn chúng mang tên còn lại đi theo họ. Bọn họ không biết Ji Chun cùng Hee Seong đang theo sát phía sau. Họ điên cuồng đâm vào xe hắn ta. Chỉ trong vòng 1 phút 30 giây bọn chúng đã được đội bên nhà cho bất tỉnh nhân sự. Bên này Jong Ryon chợt gọi Jun Mo cùng mình đến nơi hẻo lánh gặp Ji Chun. Jun Mo vừa đến đã phải chứng kiến cảnh bọn họ đánh tên cầm đầu khi nãy. Họ tra tấn tên đó một cách quá tàn nhẫn. Còn Ji Chun lặng lẽ đưa súng cho Jun Mo. Anh ra lệnh bắn tên đó để chứng tỏ lòng trung thành của mình. Jun Mo căng thẳng chĩa súng về phía hắn ta. Anh liên tục nhận được sự hối thúc từ Ji Chun. Jun Mo bất lực đành cắn răng làm theo. Sau khi bị các đàn em khác cùng Ji Chun bắt buộc nổ súng, Jun Mo đã bắn phát đầu tiên nhưng không trúng tên đó. Anh cố tỏ ra sợ hãi không thể ra tay giết người, nhưng bọn chúng bắt Jun Mo bắn phát tiếp theo.
Chính lúc anh tuyệt vọng nhất, Jong-ryon đã giật lấy khẩu súng xử gọn tên đó. Anh động viên Jun-mo, lần đầu xử lý người khác cũng chẳng dễ dàng chút nào. Có lẽ anh cần thêm thời gian để thích nghi với việc này. Tên tay sai của Ji-chun đã tới địa phương nơi Jun-mo sinh sống, nhưng tất cả thông tin lại mơ hồ không kiểm chứng được. Chỉ có người bố ngồi tò do sử dụng hàng quốc cấm là được xác nhận. Eon-jae nghi ngờ Eui-jong sẽ nhờ Jun-mo cung cấp thông tin tổ chức để cảnh sát điều tra. Nhưng Ji-chun vẫn tin tưởng Jun-mo là do người bố ở tù mà hai người họ mới gặp nhau. Eon-jae cảm giác không ổn từ khi Jun-mo gia nhập. Bọn họ liên tục gặp những chuyện không may. Jun-mo lúc này tinh thần sa sút nghiêm trọng. Tên Eon-jae giả vờ đến quan tâm anh, nhưng mục đích là để xác nhận anh có báo cảnh sát chuyện vừa rồi không. Hắn ta sợ Jun-mo sẽ gọi cho Eui-jong khóc lóc và kể ra những tội lỗi vừa rồi. Eon-jae cảnh cáo Jun-mo nên biết thân biết phận vì anh không phải một trong số bọn họ. Jun-mo cảm thấy bức bối với nhiệm vụ này. Sau những cố gắng, Ji-chun lại bắt đầu nghi ngờ anh. Thế là cảnh sát nhờ Eui-jong giúp đỡ gặp Ji-chun và nói tốt cho Jun-mo để nhận được sự tin tưởng. Cô lập tức gọi cho Ji-chun và rủ đi uống rượu. Hắn vui mừng đồng ý ngay. Anh nhờ Jun-mo lái xe đưa mình đến chỗ hẹn nhưng suốt đường đi không hề nói câu nào. Đến nơi, anh nhắc nhở Jun-mo đứng đây đợi mình. Nhưng khi nhìn thấy Eui-jong ở đây, anh vô cùng tức giận. Họ dám để vợ mình tiếp cận kẻ nguy hiểm đó. Nhưng phía cảnh sát sẽ làm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Còn bên trong, Eui-jong cảm ơn Ji-chun đến bệnh viện thăm mẹ mình. Cô vẫn giữ tấm hình họ chụp chung ở nhà thờ khiến Ji-chun rất cảm động. Chợt nhớ đến tiệm ăn này là nơi hai người đã từng trao nhau nụ hôn đầu tiên. Cô cũng nhờ hắn giúp đỡ Jun-mo nhiều hơn. Bầu không khí trong xe khiến Jun-mo không thở nổi. Chứng kiến Eui-jong cùng tình đầu ngồi nói chuyện về mẹ vợ mà cảm xúc ngổn ngang. Ji-chun tò mò chồng Eui-jong sao không thấy đến thăm bà ấy. Các y tá còn tưởng mình là con rể nữa chứ. Theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó, Eui-jong bảo mình đã ly dị nhưng không ai biết. Điều đó càng làm Jun-mo khó chịu hơn nhưng anh chẳng biết phải làm sao. Ji-chun dặn dò Jun-mo sau này họ sẽ đi gặp Eui-jong thường xuyên hơn. Ji-chun vui vẻ nên không để anh đi tuần tra nữa. Nhưng nỗi đau này sẽ liên tiếp ập đến. Tối hôm đó mẹ Eui-jong qua đời. Cô lúc này rất đau khổ không có ai bên cạnh chia sẻ. Nhưng Jun-mo lại biết tin buồn đó từ miệng Ji-chun. Hắn luôn nắm được mọi thứ xảy ra xung quanh Eui-jong. Jun-mo rất khó xử, sợ ai đó sẽ nhận ra mình thì kế hoạch sẽ thất bại. Anh đành nói Ji-chun vào trước an ủi Eui-jong. Jun-mo tự trách bản thân với tư cách con rể mà mình còn không thể chu đáo gửi tặng vòng hoa như Ji-chun. Jun-mo chỉ có thể lặng lẽ núp trong góc động viên vợ mình. Jun-mo phải đóng vai kẻ ngoài cuộc nhìn người khác an ủi Eui-jong khi cô yếu đuối nhất. Đúng lúc cháu trai trong nhà xông đến chỗ Jun-mo gọi chú, anh và Eui-jong hoảng hốt không dám thở mạnh vì sợ chân tướng bị phát hiện. Cũng may do Hyung đúng thời điểm bế cậu bé chạy đi. Ji-chun cảm thấy bực mình khi chồng Eui-jong không xuất hiện. Do Hyung đành lộ mặt để giảm bớt nghi ngờ. Hắn trách do Hyung không đến thăm mẹ vợ. Bà ấy yêu quý con rể hơn cả con trai ruột. Ji-chun trách anh không đến gặp mặt bà ấy trước khi ra đi. Từng câu từng chữ như đâm vào trái tim Jun-mo. Do Hyung diễn xong cũng rời khỏi đây. Trước khi Ji-chun trở về còn ôm Eui-jong dưới sự chứng kiến của Jun-mo. Nhưng anh không thể mở miệng nói gì, chỉ ngoảnh đầu nhìn Eui-jong. Anh vội xin phép Ji-chun cho mình đi vệ sinh để tìm cách viếng tang mẹ. Nhưng cảnh sát lại ngăn cản không cho phép Jun-mo tiến vào trong. Họ sợ công sức sẽ đổ sông đổ biển. Anh không thể làm trọn chữ hiếu với mẹ vợ. Anh đành quỳ gối tại sảnh tỏ lòng hiếu kính đến bà. Người duy nhất trong gia đình luôn yêu thương động viên anh cố gắng trong công việc như một người mẹ thực sự. Hai người quay về ngồi tâm sự và uống rất nhiều rượu. Ji-chun nói người bố đánh mẹ mình rất nhiều nên hồi cấp 3 phải bỏ nhà đi với mẹ và chị em khác. Hắn đã từng muốn giết bố nếu dám tìm mẹ con họ. Nhưng không ngờ rằng chính mẹ mình đã ra tay trước. Kể từ đó anh cũng không gặp lại Eui-jong. Jun-mo thẳng thắn bày tỏ sự khao khát có cuộc sống giống Ji-chun. Bây giờ anh muốn thành công bằng mọi giá. Ji-chun cũng thoải mái đồng ý. Với điều kiện Jun-mo giúp mình và Eui-jong suôn sẻ đến với nhau. Mới bước chân đầu tiên thôi đã khiến Jun-mo muốn chùn bước. Nhưng anh bắt buộc phải đồng ý để lấy lòng hắn. Anh cũng muốn tham gia vào đội đi câu. Nhưng Ji-chun rất hạn chế thêm ai đó vào đội hình 3 người đứng đầu tổ chức. Jun-mo vẫn liên tục xin xỏ cho mình cùng đi với vẻ mặt tội nghiệp. Sau cơn say anh gọi chia buồn với Eui-jong. Anh xin lỗi vì không đến thăm mẹ. Xin lỗi vì đã kéo cô vào việc này. Và xin lỗi vì mình không đủ tốt để phụ dưỡng mẹ và vợ. Anh kết thúc cuộc gọi bằng câu anh yêu em. Eon-jae gặp riêng Jun-mo muốn hỏi đại ca đi đâu ngày hôm qua. Miệng thì bảo Ji-chun đã nói với mình nhưng liên tục chất vấn Jun-mo. Anh đành bảo đi thăm Ti-ho thì mới khiến hắn im lặng. May thay Jong-ryon tìm đến hắn thì mới chịu dừng câu chuyện này lại. Jun-mo mong hai người có thể hợp tác. Hắn nhắc nhở anh nên biết chọn người để theo. Họ cần phải tìm cách kiếm nhiều tiền như bọn cấp cao của băng đảng. Hai người tạm thời xem như đồng minh. Tên đàn em của lão Phật gia vội vàng đem tiền đến băng đảng của tập đoàn Jejian Gang. Hắn đưa tấm hình giữa tên trung sĩ Giang và Hi Seong hợp tác với nhau. Bức ảnh đã được Ji-chun chỉnh sửa để lấy lòng lão đại. Hắn đem số tiền lớn đến đây để nhờ họ xử lý Ji-chun. Ngay sau đó người của tập đoàn Jejian tìm đến các đàn em của Ji-chun. Họ đưa ra nhiều điều kiện về tiền bạc, địa vị, quyền lực để kéo người về phe mình. Chúng còn tìm gặp những người đứng đầu trong băng đảng và muốn mua chuộc họ, kích thích họ phản bội Ji-chun và hứa hẹn cho chúng địa vị cao hơn. Jong-ryon cũng được kẻ bên tập đoàn Jejian tiếp cận. Chúng muốn nhờ anh cung cấp lộ trình của Ji-chun.
Hôm nay là ngày đại ca phải đi câu nhưng vợ của Hee Seong đang ở phòng cấp cứu sắp đẻ nên không đi được. Yeong Jae muốn đưa Jong Ryeon đi cùng nhưng Ji Chun lại muốn để Jun Mo đi theo. Xem như xác nhận lần nữa anh có phải là cảnh sát không. Đêm hôm trời mưa tầm tã, Ji Chun bắt đầu lên đường. Jun Mo tò mò rất nhiều. Tại sao lại đổi xe và đi câu cá lúc nửa đêm nhưng Ji Chun không nói gì. Còn xe của Yeong Jae phía sau đột nhiên bị thủng lớp đành để đại ca đi trước. Bỗng có vài chiếc xe chạy ngang qua nơi Yeong Jae đang đứng đuổi theo hướng đi của xe Ji Chun. Sau đó họ dần ép sát bao vây hai người. Jun Mo thấy không ổn vội quay xe thoát khỏi vòng vây. Nhưng xe cùi quá không có cách vượt mặt bọn chúng. Xe còn đâm vào bãi cát không thể chạy được nữa. Bọn chúng điên cuồng lao đến tấn công hai người. Chúng đập nát cửa xe và dùng dao nhắm thẳng vào cổ Ji Chun. Jun Mo lấy súng đấu tranh tư tưởng liên tục bắn bọn chúng bị thương. Anh tìm được cơ hội để thoát ra ngoài và bắt đầu đánh trả. Dù hai người có giỏi đánh nhau nhưng có quá nhiều kẻ địch cũng dần đuối sức. Yeong Jae lúc này đang căng thẳng xem đồng hồ. Còn Jun Mo và Ji Chun đang liều mạng chống cự. Jun Mo cố gắng bảo vệ đại ca. Ji Chun chợt nhận ra tất cả những sự cố ngày hôm nay nhằm để mình rơi vào bẫy. Khi đàn em của lão đại cầm kiếm xông đến chém thẳng vào lưng Jun Mo thì Ji Chun mới tỉnh táo bắn hắn ta. Yeong Jae không chấp nhận việc phản bội tổ chức. Thấy tình hình nguy hiểm, anh vội lái xe chạy đến đột phá vòng vây chém hạ vài tên cứu đại ca và Jun Mo. Ji Chun hoảng hốt cố cầm máu cho Jun Mo và liên tục gọi anh tỉnh táo lại. Anh đã ngay lập tức đưa Jun Mo tới bệnh viện. Vết thương của Jun Mo vô cùng nghiêm trọng, mất lượng máu lớn. Ji Chun thẫn thờ ngồi trước phòng cấp cứu. Yeong Jae cũng thật lòng lo lắng cho Jun Mo. Ji Chun thông báo trên đường xảy ra chuyện với phía Trung Quốc. Anh hứa sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này. Yeong Jae nhắc đại ca nên chủ động báo cho bên Nhật Bản. Nhưng vẻ mặt hắn rất lạnh lùng đuổi Yeong Jae ra ngoài. Anh mong Jong Ryeon mau điều tra xem kẻ nào dám móc nối với tập đoàn Jejun. Bây giờ hắn chỉ tin tưởng mình anh mà thôi. Anh ta lập tức đến nơi sửa xe xem tình trạng thủng lốp của xe Yeong Jae. Vết thủng nhìn khá bất thường. Sau đó anh đến bệnh viện nơi Hee Seong đang chăm sóc vợ con tìm hai tên đàn em thân cận. Hai người đó biết lịch trình đại ca đi câu vào đêm qua. Jun Mo cũng tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Ji Chun lo lắng ngủ suốt đêm trên sofa. Eui Jong lúc này như ngồi trên đống lửa. Cô cho rằng cảnh sát quá vô trách nhiệm. Họ không tìm cách bảo vệ Jun Mo khi nắm được thông tin bọn chúng đang tranh giành địa bàn. Ông ta cho rằng chuyện bất ngờ ập đến cũng là điều bình thường. Điều đó khiến Eui Jong tuyệt vọng. Cô chủ động muốn tham gia nhiệm vụ và tìm mọi cách đưa Jun Mo an toàn rời khỏi đó. Ji Chun bảo mình bây giờ rất tin tưởng Jun Mo. Nhưng khi Jun Mo bị hỏi về chuyện buôn lậu khi câu cá thì hắn vẫn chưa muốn tiết lộ. Jong Ryeon trở về nhưng không tìm ra kẻ phản bội, nhưng Ji Chun đã có sẵn cái tên trong đầu. Cậu hãy tập hợp anh em ở văn phòng lúc 9 giờ tối. Tôi sẽ trừng trị con chuột nhắt trước toàn thể đàn em. Ji Chun cũng không tin tưởng Yeong Jae muốn tự mình lái xe. Phía Nhật Bản rất tức giận khi Ji Chun ôm tiền nhưng không giao hàng. Ông bố nuôi cũng bị theo dõi và nhắc nhở Ji Chun nên xử lý kẻ phản bội ngay. Trên đường đưa Jun Mo quay về, nhân cơ hội mấy đàn em đi vệ sinh. Do Hyung lẻn lên xe hỏi thăm tình hình. Jun Mo mong họ tìm ra tên phản bội trước ngăn chặn hành vi giết người của băng đảng. Họ sẽ đem người về điều tra. Phía Trung Quốc thông báo hai ngày nữa đến Hàn Quốc. Ji Chun cần xử lý nhanh mọi chuyện để tránh gặp nguy hiểm. Ji Chun thông báo mọi người nên gọi Jun Mo là anh. Xem như đã xác nhận vị trí của Jun Mo trong băng. Sau khi anh em tụ tập chỉ thiếu tên tóc bết. Hắn chính là kẻ phản bội băng đảng và đang tìm cách chạy trốn. Nhưng Jong Ryeon đã đứng đợi sẵn dưới lầu. Khi cảnh sát đến đã không còn ai. Tên tóc bết bị bắt về treo ngược chuẩn bị xử lý. Ji Chun muốn để Jong Ryeon dùng dao giải quyết. Jun Mo đành lấy gậy đập vào người hắn khiến ai cũng sợ hãi. Nhưng làm vậy có khi may mắn giữ được mạng tên đó. Ji Chun cũng chỉ tống cổ hắn ra khỏi đây. Jun Mo thành công tiến vào vị trí cấp cao. Ji Chun thông báo hai ngày nữa phía Trung Quốc sẽ đến. Tự bản thân mình sẽ gặp họ, còn Yeong Jae chuẩn bị quà trước. Lúc này ở Trung Quốc, người được gọi là giáo sư Yoon đang ở đây. Bà ta đang bị cảnh sát Hàn Quốc nhắm đến. Giáo sư Yoon đã từng sản xuất bột mì và bị kết án trước đó. Trang Sik liên hệ cảnh sát Trung Quốc để truy nã bà ta. Eui Jong bắt đầu kế hoạch hẹn Ji Chun vào ngày hắn gặp người bên Trung Quốc. Công việc tuy quan trọng nhưng không thắng nổi tình yêu. Ji Chun giao lại việc đó cho Yeong Jae xử lý. Jun Mo và Jong Ryeon nói ra điểm nghi ngờ của mình. Họ mong đại ca có thể kiểm tra lần cuối do Yeong Jae quá khả nghi. Tên tóc bết không có khả năng biết được đường đi của bọn họ. Ji Chun đành chấp nhận cho hai người điều tra trong âm thầm. Anh cũng gọi cho tên tay sai lấy thông tin đàn em trong băng đảng xem xét kỹ lưỡng. Jong Ryeon nói Jun Mo nếu đúng kế hoạch có thể đuổi cũ thay mới. Hắn lập tức đến nhà giam tìm tên đàn em của lão Phật gia. Họ muốn hỏi lý do vì sao chúng lại biết tuyến đường của đại ca. Sau khi có thông tin thì hai người họ cho hắn ta lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân luôn. Ji Chun bỗng muốn uống rượu cùng Yeong Jae. Hắn cũng nhận ra Ji Chun đang nghi ngờ mình và Hee Seong, nhưng đại ca vẫn tin tưởng hai người họ. Đúng lúc Jong Ryeon gọi đến thông báo Yeong Jae trong sạch. Điều đó khiến tâm tình Ji Chun thoải mái hơn rất nhiều. Yeong Jae lo sợ khi đại ca tiếp xúc quá nhiều với cô cảnh sát, chẳng may lỡ mồm nói chuyện của bọn họ ra. Dù sao đại ca cũng không thể cưới Eui Jong. Điều này làm Ji Chun cảm thấy không vui. Hắn muốn để Jun Mo đi đón vị khách Trung Quốc thay Yeong Jae. Bên này Jun Mo và Eui Jong sau bao ngày mệt mỏi cũng thoải mái gặp nhau. Jun Mo sợ vợ buồn bã sau tang lễ, còn Eui Jong lo lắng vết thương của chồng. Họ chỉ quan tâm đến đối phương mà quên đi nỗi đau của mình. Yeong Jae vẫn không hài lòng khi đại ca quá tin tưởng Jun Mo.
đại ca còn bỏ cuộc hẹn quan trọng đi hẹn hò với cô cảnh sát. Hee-seong cũng thấy quá phiền phức nhưng không muốn xen vào việc của đại ca. Jun mau cần tìm hiểu vị khách đó có phải là giáo sư Yoon hay không. Nhưng khi đến sân bay, vị khách là một người phụ nữ trẻ tuổi. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Jun mau khiến cô ta bực mình. Còn Ji-chun vui vẻ cùng Eui-jong đến nhà thờ. Anh lặng lẽ nắm tay cô như trước kia ngồi bên nhau tâm sự. Jun mau cố moi chút tin tức nhưng cô ta thấy anh khá phiền. Chỉ biết được cô ta là người Trung gốc Hàn mà thôi. Sau khi đưa vị khách an toàn đến khách sạn, Jun mau liền báo cáo cho Jo Hyung. Nhưng khi nghe tin Eui-jong gặp mặt Ji-chun lần nữa thì Jun mau không thể kiềm chế cơn giận của mình. Họ luôn tự ý hành động không hỏi ý kiến anh. Anh đang tức giận không để ý vô tình va chạm với bọn buôn lậu bên Nhật Bản. Bọn chúng rất khó chịu nhưng không làm lớn chuyện với Jun mau. Sau khi đến Hàn Quốc, phía Trung Quốc không hài lòng khi Ji-chun không trực tiếp gặp mặt. Hắn đành hẹn gặp Ha-ryeon ngay bây giờ. Bỗng Ji-chun nhắc đến ước mơ ngày trước với Eui-jong. Anh ước mơ được làm chủ của nhiều công ty. Eui-jong giả vờ tò mò về việc một người trẻ như anh có thể làm được điều đó. Cô hỏi rất nhiều nhưng Ji-chun không trả lời. Cô liền gợi nhắc về lời hứa lúc hai người học trung học. Lúc đó anh hy vọng có thể làm chủ hộp đêm và trở nên giàu có để không ai xem thường. Đồng thời cũng có thể cưới Eui-jong cho cô cuộc sống tốt đẹp. Ji-chun lập tức đến khách sạn gặp lại Jun Mo. Hai người thấy Ha-ryeon đều phải cúi chào. Jun Mo bị vệ sĩ của cô ta chặn lại và không cho bất kỳ ai nghe được cuộc trò chuyện đó. Nhìn túi quà mà Ji-chun mang đến, cô ta khinh bỉ lúc nào cũng chỉ biết tặng tiền và đồng hồ. Cô yêu cầu Ji-chun bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho đợt giao dịch thất bại vừa rồi. Lý do Ha-ryeon thay bố đến đây là vì phía bên Nhật chủ động hẹn họ đến Hàn Quốc. Ji-chun cảm thấy không ổn đành nâng số lượng hàng nhập khẩu, nhưng cô ta chỉ lặng lẽ xách túi tiền bỏ đi. Tên tay sai Ozama của lão đại bên Nhật Bản gọi đến thông báo thời gian hẹn gặp vào ngày mai. Cảnh sát đã nắm được thông tin của bọn họ. Do Hyung đưa Jun Mo thiết bị nghe lén để trong ngoài phối hợp, Trang Sik phấn khích sắp bắt được mẻ lớn. Jun Mo khó chịu khi họ cứ lợi dụng Eui-jong tham gia vào kế hoạch này. Đàn em của lão Phật gia kẻ xấu số bị Ji-chun xử lý đợt trước tìm đến đồn cảnh sát báo đại ca mình đã bị bắt cóc. Tên cảnh sát chó điên Min-gu hứng thú lập tức tra hỏi. Tên đàn em nói họ đã bắt thanh niên bán đá bảo tên Ian-ki. Sau đó quản lý bị băng đảng của Ji-chun bắt đi. Ozama thông báo chỗ gặp mặt nhưng chỉ được đưa một đàn em theo. Ji-chun không nghĩ ngợi liền chọn Jun Mo. Những tên còn lại đứng đợi ngoài khách sạn khiến họ bất mãn trong lòng. Đúng lúc cảnh sát Min-gu tìm đến chặng đường vô cớ gây sự với Ji-chun. Jun Mo tức giận khi bị kẻ lạ mặt phá đám. Còn hắn hành xử rất thô lỗ. Mục đích của Min-gu là tìm tên Ian-ki. Anh cho rằng thanh niên đó đã bắt tên quản lý kia. Anh cũng tra hỏi Yeong-je và Hee-seong nhưng chẳng ai nói chút tin tức gì cho hắn. Min-gu cảnh cáo họ sẽ sớm có ngày gặp lại nhau. Tên Min-gu dai như đỉa bám sát theo xe của Ji-chun. Đội cảnh sát phía do Hyung bố trí sẵn sàng từ sảnh khách sạn đến phòng giám sát. Còn anh ta ở phía trước xem xét tình huống. Jun Mo đã bỏ thiết bị nghe lén vào trong tất. Ai cũng không ngờ tên Min-gu không mời mà đến. Phía Trung Quốc đến trước. Đàn em của Ozama giả soát vô cùng kỹ càng mới cho họ vào trong. Họ cũng kiểm tra Ji-chun và Jun Mo. Tên đó kiểm tra anh còn kỹ hơn những người phía trước. Khi hắn chạm vào chân Jun Mo, Jo Hyung lập tức ra lệnh bấm chuông báo cháy ngay. Nhân cơ hội mọi người hoảng loạn, Jun Mo đề nghị chạy đi xem xét tình hình. Anh định vứt bỏ thiết bị nghe lén nhưng nghĩ đến hắn ta đã kiểm tra hộp thuốc nên nhét nó vào trong đó. Anh thành công qua mặt an toàn vào trong phòng. Ozama rất cẩn thận ra lệnh cho vệ sĩ của Ji-chun và Jun Mo vào căn phòng khác. Họ còn bật nhạc thật lớn khiến thiết bị nghe lén vô hiệu. Ji-chun liên tục hỏi người bố Nhật Bản có đến không. Anh liền bị Ozama ngó lơ. Ông ta lo lắng tên chuột nhắt lần trước sẽ khiến cảnh sát theo dõi Ji-chun. Ozama yêu cầu anh ta cầm túi xuống đứng trước khách sạn giống như đợi kẻ buôn ma túy đến. Hắn cũng xem thử có cảnh sát bám theo họ không. Ji-chun cắn răng làm theo lời hắn ta. Tất cả đều hoang mang khi thấy hai người họ xuất hiện. Cảnh sát định chủ động xuất kích, may mà Jo Hyung kịp thời ra lệnh tạm dừng. Còn Ozama đuổi Ji-chun đi để bàn chuyện giao dịch trực tiếp với Ha-ryeon. Hắn cắt đi phần tiền chia cho Ji-chun. Ozama gọi điện cho lão đại. Hóa ra ông ta chỉ đang lợi dụng Ji-chun mà thôi. Bởi vì không muốn tên của mình liên quan đến việc buôn bán ma túy. Nếu cảnh sát Nhật điều tra hắn thì cũng chỉ biết được các băng đảng Hàn Quốc đang nhập lậu vào Trung và Nhật. Và ông sẽ để Ji-chun chịu toàn bộ trách nhiệm. Hae Jun có thể lựa chọn người hợp tác mới thay thế vị trí của Ji-chun. Ông ta sẵn sàng tăng thêm 15% để mua hàng của cô ta. Sau khi đủ thời gian, Jun Mo và Ji-chun lập tức quay trở lại phòng. Min-gu cũng muốn ra tay khi ngửi được món ngon. Còn Yeong-je lặng lẽ chú ý đến chiếc xe của Jo Hyung. Jun Mo liên tục nói chuyện nhưng tên vệ sĩ cứ im lặng làm anh tưởng hắn không biết tiếng Hàn. Thấy người ta hết diêm còn tặng luôn chiếc bật lửa xem như quà gặp mặt. Tên Min-gu như chó điên xông đến. Jun Mo chủ động chặn đường để những người trong phòng có thời gian rời khỏi. Mặc kệ hắn điên cuồng cỡ nào, Jun Mo cũng không nhún nhường. Hai người lập tức lao đến thi triển chiêu thức. Tên cảnh sát cũng không phải dạng vừa, đánh Jun Mo khá chật vật. Khi anh ở thế bất lợi, cảnh sát chạy đến tách hắn ra tạo cơ hội để Jun Mo chạy thoát. Ji-chun thật lòng lo lắng đàn em xảy ra chuyện. Khi Ha-ryeon nhìn thấy vết máu sau lưng Jun Mo, cô ta cho rằng anh đang khiến chuyện bé xé ra to. Dù họ xông vào cũng không có chuyện gì. Mặc dù không hài lòng với cách hành xử của Jun Mo nhưng vẫn để vệ sĩ băng bó vết thương cho anh ấy. Cô cũng hứng thú làm ăn với người liều mạng như Jun Mo. Min-gu như phát điên khi cô lễ tân xác nhận không có ai đặt phòng đó. Hắn cũng đành bỏ đi.
Harion nói phía Nhật muốn loại bỏ Ji-chun. Hắn đồng ý tăng giá gấp đôi nhưng cô không quan trọng vấn đề tiền bạc. Harion luôn đặt cao sự tin tưởng khi hợp tác. Cô ta tò mò điều gì khiến Junmo liều lĩnh bảo vệ đại ca của mình. Anh chỉ nói bản thân tin tưởng Ji-chun và mong Hae Jun cũng tin tưởng bọn họ trong phi vụ lần này. Ngay cả vệ sĩ cũng cảm thấy Junmo trung thành và tốt bụng. Cô ta gọi cho Ozama thông báo hiện tại chưa quyết định hợp tác với ai. Sau đó ông ta lập tức gọi lại cho Ji-chun. Hắn nói lão đại sẽ ngừng lại giao dịch lần này vì cảnh sát đã đánh hơi được. Harion đề nghị Ji-chun để Junmo làm hướng dẫn viên cho mình. Cô ta muốn mua một số bất động sản ở đây để rửa tiền. Không ngờ tên cảnh sát điên lại vác búa đến văn phòng của Ji-chun. Hắn đánh bất tỉnh hai đàn em canh cửa. Tên quản lý lập tức ra lệnh đóng chặt cửa. Hắn cũng không nói nhiều đập nát khóa để xông vào trong. Hắn đạp văng tên quản lý và muốn biết Ji-chun đang ở đâu. Min-gu giống như tên tâm thần điên cuồng đánh vào mặt tên quản lý. Điều đó khiến anh ta chảy rất nhiều máu đến mức bất tỉnh. Nhìn thấy vậy bọn đàn em cũng không dám ho he gì. Ji-chun nhận được tin tức tên cảnh sát phá nát văn phòng. Junmo chủ động muốn đầu thú do đã hành hung hắn ta nhưng Ji-chun đã không đồng ý để anh đi. Junmo ra điều kiện nếu anh giải quyết chuyện này ổn thỏa. Mong đại ca cho mình tham gia thương vụ giữa Nhật và Trung. Junmo chỉ thú nhận việc bản thân hành hung cảnh sát. Còn hắn ta muốn biết tất cả thông tin của những người rời khỏi khách sạn. Junmo nói Min-gu chẳng khác gì tên côn đồ chuyên sử dụng bạo lực. Hắn chỉ may mắn có được vị trí tốt hơn mình mà thôi. Anh thành công thách thức tên Min-gu. Hắn đấm Junmo như chưa bao giờ được đấm. Junmo chỉ im lặng mỉm cười hắn ta. Đúng lúc hắn định đánh Junmo lần nữa thì Trang Sích đột nhiên xuất hiện. Tất cả cảnh sát đều lo sợ khi thấy ông ta ở đây. Trang Sích nói mình nên báo cáo có cảnh sát hành hung trong lúc điều tra. Điều đó làm họ đều phải cúi đầu mong Trang Sích bỏ qua chuyện lần này. Junmo an toàn ra ngoài thấy Jongryon đợi sẵn. Jongryon còn đưa bánh mì giúp anh ăn chống đói. Junmo nói cảnh sát bắt ký giấy không kiện họ sau khi bị ăn đấm. Do đó mới được thả ra ngoài. Jongryon ghen tị khi đại ca đưa Junmo theo mà không phải là mình. Anh gợi ý hắn nên loại bỏ một kẻ đứng đầu để thay thế vị trí đó. Điều này lại đúng với ý của Jongryon. Anh đánh đòn tâm lý khi hắn phải làm nhiều việc vất vả nhưng không có được vị trí cao trong băng đảng. Eonje nghi ngờ Junmo được thả ra quá dễ dàng. Hắn e ngại Eui Jong đã liên hệ bên công tố để giúp Junmo. Có thể cảnh sát đang chống lưng cho anh ấy nhưng Ji-chun không đồng tình với Eonje. Anh yêu cầu hắn nhanh chóng hoàn thành sổ sách. Ji-chun muốn để Junmo nói chuyện với phía Trung Quốc. Hee-seong cho rằng việc đó rất quan trọng không nên để người mới xử lý. Ji-chun vẫn cay cú khi bọn Nhật Bản khinh thường và xúc phạm mình. Phía cảnh sát đã điều tra thông tin của bọn chúng nhưng không có bằng chứng cụ thể. Junmo quyết định tiếp cận Harion. Anh nhờ Trang Sích phụ trách Eonje bởi vì hắn nghi ngờ mình nhiều nhất. Eui Jong hẹn gặp Ji-chun. Cô chỉ đơn giản ngồi tâm sự những chuyện trong quá khứ. Khi Ji-chun nhận ra Eui Jong không giúp đỡ Junmo làm anh rất vui vẻ. Ji-chun về nhà gặp mẹ mong bà có thể đến nhà thờ giúp mình một việc quan trọng. Vệ sĩ của Harion tìm đến quán bar của Ji-chun. Hắn đang tìm người bán đá xe ở đây. Tên thanh niên nhìn thấy tiền liền đưa hắn đến nhà vệ sinh. Hắn lấy tiền rồi nhanh chóng rời khỏi. Tên vệ sĩ nhận được hàng trong hộp đựng pha lê. Junmo hẹn gặp Harion. Tên vệ sĩ chu đáo kiểm tra từng ngóc ngách trong xe xem có an toàn không mới dám để Harion ngồi vào. Tên đó trả lại bật lửa và dặn Junmo chăm sóc cô ấy cẩn thận. Giờ anh mới nhận ra hắn nói được tiếng Hàn. Eonje tìm đến tên thám tử và nhờ ông ta điều tra kỹ càng về Junmo Eui Jong và mối quan hệ giữa hai người. Hắn sẵn sàng trả số tiền gấp 3 lần để ông ta nhận việc. Ji-chun đưa mẹ đến nhà thờ sau đó nhận được cuộc gọi của thám tử nói Eonje đến điều tra. Junmo đưa Harion đến khu di tích thời đồ đá. Anh chẳng thể giới thiệu được nơi này làm cô bật cười. Junmo biết Harion đến đây chỉ để cắt đuôi cảnh sát. Cô ta đưa Junmo đến nhà hàng dùng bữa. Anh hy vọng cô có thể tiếp tục giao dịch với Ji-chun. Harion để vệ sĩ đưa hộp mai thúy đổ vào trong ly rồi mời Junmo thử nó. Anh căng thẳng định nâng ly thì Harion đã cản lại. Cô nói việc Ji-chun giấu số hàng của họ định xuất sang Nhật Bán cho người Hàn. Đó là lý do chính khiến cô không thể tin tưởng để tiếp tục giao dịch. Junmo đành bảo mình sẽ xin đại ca trực tiếp tham gia vào thương vụ này. Anh còn sử dụng cả chiêu Mỹ Nam kế nói bản thân có thể ở bên cạnh cô ta nhiều hơn. Điều đó cũng không làm Harion đổi ý. Phía cảnh sát cần phải ngăn hành vi mua bán hàng quốc cấm tại quán bar trước. Xoa dịu cơn giận phía Trung Quốc đồng thời bẫy tên Eonje để loại bỏ hắn. Cảnh sát nhanh chóng hành động đưa Eonje về đồn lấy lời khai. Đương nhiên hắn không dễ dàng khai ra. Hee-seong vội vàng báo cáo Eonje bị bắt. Phía cảnh sát đang tiến hành lục soát quán bar và bắt được thanh niên chuyên bán hàng ở đây. Trên người hắn có chứng cứ rõ ràng. Họ cũng phát hiện một tên nổi tiếng đang phê thuốc lào trong bồn tắm. Cảnh sát nói chính tên Eonje đã tiết lộ việc hắn ta hút thuốc lào. Sau khi kế hoạch thành công họ để Eonje quay về. Nhưng Ji-chun nghi ngờ việc hắn quá dễ dàng thoát tội bởi vì cảnh sát đã lục soát cả hộp đêm. Tên nổi tiếng xông vào chửi mắng Eonje bán đứng mình. Dù hắn cố chối cãi cũng khiến sự nghi ngờ của Ji-chun tăng nhiều hơn. Anh đuổi tất cả mọi người ra ngoài để Eonje ở lại. Hắn tức giận khi đại ca tin tưởng Junmo hơn mình trong cùng một tình huống. Nhưng Ji-chun đã nắm được sổ cái khác tại quán bar của Eonje. Anh cũng biết hắn giấu hàng bán cho người khác kiếm tiền sau lưng mình. Anh ra lệnh hắn hãy gom tiền và biến đi thật xa tránh lũ cớm. Eonje cho rằng việc kiếm tiền đó không hề sai. Bản thân Eonje cũng có tham vọng không cam lòng bị đuổi đi. Hắn khuyên Ji-chun đang phán đoán sai hoàn toàn. Người cần tránh xa là Junmo và Eui Jong.
những điều hắn nói đã đụng đến giới hạn của Ji-chun. Eon-je đành trả lại chiếc đồng hồ lập tức rời khỏi đó. Jun-mo đứng bên cạnh tỏ vẻ an ủi đại ca. Đúng lúc Ha-ryeon gọi đến, cô sẽ cho Ji-chun cơ hội bằng cách nhận lời xin lỗi riêng từ Jun-mo. Anh nhiệt tình hứa hẹn không để đại ca thất vọng. Khi Eon-je định bỏ đi thì Jong-ryeon chặn thang máy. Anh muốn xả giận cho những bất công suốt bao năm qua. Eon-je cũng không phải tên dễ chọc. Hai người bắt đầu liều mạng đánh nhau, nhưng hắn không phải là đối thủ của Jong-ryeon. Eon-je nhanh chóng bị Jong-ryeon cho ăn ngập hành. Jong-ryeon cảnh cáo Eon-je đừng bao giờ quay lại đây nữa. Ji-chun sửa soạn đợi Eui-jong đến. Anh có một bất ngờ dành tặng cô ấy. Anh mời tất cả những người trước kia thường xuyên đến nhà thờ tổ chức một buổi lễ tưởng nhớ nhỏ cho mẹ Eui-jong. Điều đó làm cô vô cùng cảm động và biết ơn. Trong lúc Ji-chun đợi ngoài cửa vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa những người lớn tuổi với Eui-jong, anh chợt nhận ra có điểm bất thường. Anh nghi ngờ Eui-jong sống ở nơi khác không đúng như thông tin đã điều tra. Anh liền gọi cho tên thám tử xác nhận lại lần nữa. Ji-chun đưa Eui-jong đến quán nước mong cô có thể cùng mình ngồi ở đây một tiếng đồng hồ với lý do muốn ngắm cô nhiều hơn. Chang-sik cũng nhận thông báo tên thám tử đang cố điều tra về nơi làm việc của bố Eui-jong. Jun-mo cho rằng Ji-chun đang giữ vợ mình làm con tin. Anh vội lái xe đến chỗ tên thám tử. Hắn đã thành công lấy được tài liệu của bố Eui-jong và gia đình họ. Hắn định gọi báo cho Ji-chun thì Jun-mo kịp thời chạy đến. Anh nói mình do đại ca cử đến muốn nói chuyện riêng với ông ta. Jun-mo tò mò hỏi về thông tin trong tập giấy tờ nhưng hắn rất cảnh giác và muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Tên thám tử đã phát hiện thân phận cảnh sát của Jun-mo. Anh khuyên hắn nên hợp tác với cảnh sát nhưng tên thám tử cố bỏ chạy. Jun-mo liền bị hắn đạp ngã. Hắn chạy lên sân thượng muốn nhảy sang tòa nhà bên cạnh. Ai ngờ bị dây quấn chân mà rơi xuống. Jun-mo sợ hãi chứng kiến cảnh hắn thoi thóp. Anh xem tài liệu hắn đã điều tra ra thân phận của mình. Eui-jong chờ lâu quá xin phép về trước. Nghe tiếng chuông điện thoại, Ji-chun gọi đến Jun-mo quyết tâm đem tài liệu lặng lẽ rời khỏi đó. Lúc này tại căn cứ bí mật ở Trung Quốc, giáo sư Yun và bố của Ha-ryeon đang lựa chọn người chuyển hàng vào Hàn Quốc. Sau vài tiếng chuông, tất cả những tên sản xuất hàng đều tập trung tại sảnh. Mọi người nâng ly lập lời thề không phản bội gia đình chuẩn bị cho đợt hàng tiếp theo. Ha-ryeon lúc này đang gặp mặt tên kỹ sư băng đảng Jae-jin Gang. Hắn ta tỏ ra khinh thường khi biết phía Trung và Nhật lựa chọn Ji-chun để hợp tác. Ki-su khó chịu khi cô dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng Ha-ryeon cũng đâu phải dễ chọc. Cô nói bản thân ở đây không phải để thỏa thuận với đám Tae-jil. Tên Ki-su cũng hơi sợ nên đồng ý giá cô ta đưa ra. Họ cần phải dọn dẹp Ji-chun. Ji-chun lúc này vẫn chưa biết chuyện thám tử đã đi gặp các cụ. Anh liên tục gọi đến khiến Jun-mo vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Anh chất vấn phía cảnh sát tại sao lại để thông tin của mình và Eui-jong bị lộ. Xem chút nữa cả hai đã gặp nguy hiểm. Nhưng Chang-sik thái độ thờ ơ không quan tâm đến việc đó. Lão nhắc Jun-mo phải tiếp tục điều tra. Ji-chun tìm đến văn phòng của tên thám tử. Lúc này anh mới biết được ông ta chết do ngã từ tòa cao tầng xuống. Sự nghi ngờ đối với Jun-mo và Eui-jong ngày càng tăng. Đặc biệt khi Jun-mo liên tục khuyên bảo Ji-chun tin tưởng mình. Anh sẽ lấy được lòng tin của Ha-ryeon để tiếp tục giao dịch. Ngay cả Eui-jong cũng không thể chấp nhận được hành động của phía cảnh sát. Nếu một mạng người ra đi thì họ vẫn ưu tiên nhiệm vụ. Mặc kệ Jun-mo nguy hiểm tính mạng, cô chủ động hẹn gặp Ji-chun để dò xét tình hình. Hắn lập tức gọi cho đàn em đến gặp mình. Sáng sớm Ji-chun dọn dẹp văn phòng. Eui-jong sẽ đến đây vào hôm nay. Jun-mo ăn mặc lịch thiệp để gặp Ha-ryeon. Sự xuất hiện của Eui-jong khiến bầu không khí có chút vi diệu. Hai vợ chồng vì nhiệm vụ phải tiếp cận những kẻ nguy hiểm. Ji-chun còn nói Ha-ryeon khá thích Jun-mo. Điều đó làm Eui-jong hơi mất tự nhiên. Khi hai người nói chuyện thì Eon-je xuất hiện. Ji-chun giao cho anh ta điều tra cái chết của thám tử. Hắn và Eui-jong đều thủ sẵn súng trên người đề phòng khi gặp bất trắc. Jun-mo và Ha-ryeon đi dạo đến khu phố cũ kỹ. Cô ta thích thú muốn gần gũi với Jun-mo hơn. Ji-chun đưa Eui-jong đến khu đất mình sắp ký hợp đồng. Anh kể ra mình mong muốn một khu ăn chơi sẽ xuất hiện ở đây. Hắn mong cô có thể thành thật với mình. Đúng lúc Jun-mo gọi đến nhưng cô không thể nghe máy lúc này. Eon-je đến quan sát hiện trường. Anh còn đến cơ quan mà tên thám tử đã lấy hồ sơ. Eon-je lập tức báo cáo Ji-chun về việc ông ta mất điện thoại. Ji-chun yêu cầu Eon-je giả làm cảnh sát vào trong tìm cách lấy bản sao tài liệu mà tên thám tử điều tra. Eon-je thành công lấy được tài liệu. Ji-chun bảo hắn đọc hồ sơ ngay lập tức. Eui-jong cảnh giác cầm chặt súng khi anh ta bảo cô quay lưng lại. Cũng may Ji-chun chỉ đeo dây chuyền cho cô mà thôi. Điều đó làm Eui-jong sợ hãi nhưng cố giữ bình tĩnh. Do Hyung đã sắp xếp mọi thứ trước đó, anh nhờ nhân viên che giấu thông tin mật. Nhưng không ngờ Eon-je say nắng vẻ đẹp của cô, nhân viên liền mua hoa quay lại đúng lúc chạm mặt Do Hyung. Mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn khi tên cảnh sát Min-gu đánh hơi được cái chết của thám tử. Bởi vì thám tử đó đang làm việc với Ji-chun, Ha-ryeon vui vẻ cùng Jun-mo chơi game, sau đó đến nhà hàng ăn một bữa sang trọng. Jun-mo mong Ha-ryeon có thể lựa chọn ai là người vận chuyển hàng. Cô đưa ra đề nghị mới, giá tiền và khối lượng vận chuyển tăng gấp đôi sẽ hợp tác với Ji-chun. Việc này quá nguy hiểm, nhưng cô ta ra lệnh cho Jun-mo tự quyết định không được hỏi ý kiến đại va. Tên Min-gu cũng đến hiện trường vô tình phát hiện chiếc bật lửa gần đó. Trên đường trở về, Eui-jong mong Ji-chun có thể nói ra lý do nghi ngờ mình. Hắn thú nhận bản thân làm côn đồ. Anh từng nghĩ việc tình cờ gặp lại Eui-jong là do duyên phận. Nhưng kể từ ngày cô và Jun-mo xuất hiện, mình liên tục gặp chuyện không may nên không tránh khỏi sự cảnh giác.
EU Yi-jong nói rằng lý do mình tiếp cận là do Tae-ho bị sát hại trên danh nghĩa là em họ của Jun-mo và là anh em với Ji-chun. Hắn rất giận dữ khi EU Yi-jong cho mình là nghi phạm vụ án. Cô bất chấp nói bản thân tin tưởng Ji-chun không phải là tội phạm, cũng không quan tâm đến chuyện đó. Cô nói những lời chân thành khiến Ji-chun cảm động, đặc biệt là câu tôi yêu cậu. Ji-chun không thể kiềm chế cảm xúc lao vào hôn cô đắm đuối. Hee-seong và Jong-ryeon đang theo dõi tên người Nhật. Họ phát hiện bọn chúng lén lút gặp mặt Bang Jae-jin. Vì muốn nhiệm vụ tiến triển, Jun-mo đồng ý với đề nghị của Ha-ryeon. Cô ta liền thông báo với bố muốn tiếp tục hợp tác với Ji-chun và giao dịch trực tiếp với Jun-mo. Nhưng bố của Ha-ryeon không chấp nhận và bảo cô cần phải tránh xa Ji-chun bằng mọi giá. Ji-chun trực tiếp giới thiệu EU Yi-jong là chị dâu tương lai với đàn em. Điều đó khiến Hee-seong nhức cái đầu, không hiểu tại sao đại ca lại mang cảnh sát đến đây. Nhưng Ji-chun nào còn tâm trí quan tâm chuyện đó. Khi nghe đại ca để Jun-mo gặp phía Trung Quốc, còn đại ca đi hẹn hò khiến Hee-seong cực kỳ bất mãn. Ha-ryeon yêu cầu Jun-mo ngủ với mình. Đó là điều kiện trong giao dịch không thể chối từ. Ji-chun thú nhận bản thân kể từ khi gặp EU Yi-jong anh muốn trở thành người tốt để không làm cô thất vọng. Trong lúc đó Ha-ryeon như con sói lao đến điên cuồng hôn Jun-mo. Anh cũng không có cách nào đẩy cô ta ra. Jun-mo vô cùng dằn vặt để Ha-ryeon hôn mình. Anh lại nghĩ đến EU Yi-jong khiến anh rất khổ sở. Đúng lúc hai người sắp tiến thêm một bước thì vệ sĩ của cô ta bước vào. Hắn truyền lệnh bố già không hợp tác với Ji-chun nữa. Ông đã chọn băng đảng Jae-jin Gang thay thế. Lúc này phía băng đảng Jae-jin đang đợi sẵn bên ngoài. Jun-mo liên tục gọi cho đại ca nhưng không ai nghe máy. Anh đành phải gọi cho Jong-ryeon cảnh báo kẻ thù đang đến. Bất chợt anh nghe tiếng bọn chúng phá cửa xông vào. Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị vũ khí. Ji-chun vội đưa EU Yi-jong vào phòng cầm súng chiến đấu. Hai băng đảng không nhiều lời như ong vỡ tổ điên cuồng chém nhau. Ji-chun đã bị chặn đứng ở cửa muốn liều mạng xông ra ngoài. Cảnh tượng đó làm EU Yi-jong sững sờ không thôi. Jun-mo lái xe như bay trở về, nhớ đến ngày tổ chức hôn lễ ông bố ngẹo tình đến đòi tiền Jun-mo. Khoảnh khắc đó khiến anh xấu hổ trước gia đình vợ. Mọi thứ làm anh bất an hơn. Lúc này hai băng đảng vẫn đang liều mạng sống chết với nhau. Khi đến nơi nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này, Jun-mo không còn đường lui liền xông vào. Nhìn EU Yi-jong xuất hiện ở đây khiến Jun-mo như phát điên ra tay tàn bạo hơn. Không một kẻ nào có thể chặn đường anh. Nhìn anh giống ác ma đến từ địa ngục với cơ thể đầy máu của kẻ thù. Ji-chun cũng đang cố gắng bảo vệ EU Yi-jong an toàn, chứng kiến cảnh chồng mình rớt người. Điều đó là cú sốc khiến cô không thể nào quên. Không ngờ Ha-ryeon lại đến đây và quan tâm vết thương của Jun-mo. Đây là lần đầu tiên cô cãi lời bố, vì trai đẹp mà hợp tác với Ji-chun. Cô yêu cầu anh ta chứng minh lựa chọn của mình không sai. Ji-chun cùng đàn em xông vào căn cứ của băng Jae-jin. Jun-mo lập tức giữ chặt tên Ki-su. Anh xin luôn tí gân chân của hắn về nấu mì tôm và cảnh cáo hắn với tên Ozama. Ji-chun không nhún nhường yêu cầu lão đại Kamemoto chủ động đến trực tiếp xin lỗi mình. EU Yi-jong chẳng còn chút sức sống nào, lết cái thân thể mệt mỏi về nhà. Cô cầm bức ảnh hai người mặc đồ cảnh sát và nhớ đến ngày hạnh phúc khi cả hai bắt đầu yêu đương. Cảnh tượng đẫm máu đan xen khiến EU Yi-jong gần như sụp đổ. Hee-seong cũng thất vọng khi mình gặp nguy hiểm mà đại ca không cứu giúp. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng sau vụ việc này. Ji-chun để lại lời nhắn động viên EU Yi-jong vượt qua cú sốc đó. Jun-mo cũng gọi đến khuyên cô. Anh sợ cô sẽ mất mạng nếu còn lấn sâu vào nhiệm vụ. Anh cầu xin cô dừng tham gia, còn bản thân mình phải tiếp tục để nhanh chóng khép lại vụ án. Ji-chun đưa Jun-mo về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi. Jun-mo liên tục khuyên đại ca nên bình tĩnh để bên Nhật tiếp tục hợp tác. Nhưng bọn họ dám đụng đến EU Yi-jong nên hắn không thể bỏ qua chuyện này. Trong đêm Jun-mo không thể chợp mắt. Bỗng em gái của Ji-chun về nhà. Cô bất ngờ khi anh trai đưa ai đó đến đây ngoại trừ Tae-ho đã mất. Chang-sik bất chấp tất cả nhờ cảnh sát địa phương che đậy cuộc chiến đêm qua. Ji-chun vẫn giữ thái độ không cầu hòa với bên Nhật. Jun-mo dồn dập mong đại ca suy nghĩ lại bỏ qua danh dự để kiếm tiền. Lời nói hơi quá khích, chỉ lo đến giao dịch. Tên Min-gu mò đến gặp Ji-chun. Hắn chất vấn anh tại sao có thể nhàn hạ ngồi đây sau cuộc thanh trừng đêm qua. Hắn còn đưa ra chiếc bật lửa và cho rằng là của Ji-chun. Nhưng khi nhìn thấy Jun-mo, hắn bỗng muốn bẫy anh để quên nó ở đồn cảnh sát. May Jun-mo tỉnh táo phủ nhận chiếc bật lửa không phải của mình. Jun-mo chủ động đến gặp Ozama tự ý thay mặt Ji-chun xin lỗi. Anh đánh đòn tâm lý tâng bốc ông ta để kiếm được cơ hội hợp tác. Min-gu đến gặp Ki-su muốn điều tra vụ án vẫn không có manh mối. Nhưng từ miệng tên đàn em lấy được thông tin tên tóc bết bán hàng có liên quan đến tên Ian-ki. Hắn lập tức gặp anh ta đưa ra điều kiện sẽ mang hắn ra ngoài nếu hợp tác với mình. Nào ngờ tên đó bị đem dán lên khung thành làm bia ném bóng cho Min-gu. Tên đó ra tay rất tàn nhẫn khiến anh ta đau đớn và đành phải tiết lộ ra thông tin. Hắn tiết lộ chỗ bạn gái tên Ian-ki mới được tha mạng. Nhưng khi đến nơi cô ta không có trong nhà. Ông trùm Kamemoto đích thân đến Hàn Quốc. Nhưng Ji-chun chẳng thèm để ý tới người bố trên danh nghĩa nữa. Anh tăng giá ngút trời chọc giận ông ta bỏ đi. Điều đó làm Jun-mo tức giận phát điên lên. Ozama cũng bị Kamemoto ghét bỏ vì đã uổng công bản thân ông đến đây một chuyến vô ích. Sau đó Jun-mo đến gặp Ha-ryeon mong cô cùng mình đến gặp phía bên Nhật. Hai người được Ozama đưa đến gặp ông trùm. Jun-mo thừa nhận Ji-chun đã phạm sai lầm nghiêm trọng và tự mình sẽ chịu trách nhiệm gửi hàng cho hắn. Ha-ryeon yêu cầu phải hợp tác với bên Hàn Quốc, không giao dịch trực tiếp với ông ta. Kamemoto hỏi Jun-mo có muốn làm con trai mình không. Sau đó đưa con dao cho anh cắt ngón tay để hoàn thành nghi thức. Ha-ryeon ra hiệu anh đừng liều mạng.
Jun Mo căng thẳng không dám xuống tay. Ông ta cho thuộc hạ cưỡng ép Jun Mo ngay lập tức. Khi anh chuẩn bị tinh thần mất một ngón thì bỗng tên thuộc hạ xoay người đâm vào ông trùm. Ông làm lão đại hơi lâu rồi đấy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Harion và Jun Mo vô cùng hoang mang. Hóa ra Ozama đã bàn bạc với tên thuộc hạ để làm phản. Ozama lập tức thay thế vị trí của ông trùm bắt đầu đàm phán. Ji-chun cũng biết được kế hoạch. Hắn đã cùng Ozama bắt tay hợp tác trước đó. Chỉ có Jun Mo và Harion không hay biết gì bị quay vòng vòng mà thôi. Sau khi rời khỏi căn cứ của Ozama, Ji-chun và Jun Mo uống rượu ngồi tâm sự với nhau. Hắn tiết lộ chuyện mình sẽ rửa tay gác kiếm và mong muốn có một cuộc sống bình thường với Eui Jong, rời xa vòng xoáy nguy hiểm trở thành người tuân theo pháp luật, sống hòa hợp với cô ấy. Còn Jun Mo sẽ lên thay thế vị trí đại ca. Trong đám đàn em, Jun Mo là người khiến hắn tin tưởng nhất. Tình huống phát sinh làm Jun Mo cần đẩy nhanh kế hoạch. Hôm sau hai người đến buổi hội nghị đầu tư cho dự án của Ji-chun. Anh ta mời Eui Jong đến để chứng minh bản thân đang dần thay đổi. Jun Mo chỉ biết im lặng nghe họ thì thầm to nhỏ với nhau. Không ngờ tên cảnh sát Min Gu lại xuất hiện ở đây. Hắn liên tục cảnh cáo Ji-chun muốn moi tin tức tên Ian Ki và tên quản lý. Điều này khiến Ji-chun vô cùng khó chịu. Mục đích của tên Mon Gu này là để tên cảnh sát bên ngoài chụp hình những người bên cạnh hắn về điều tra. Jun Mo vội gọi Trang Xích chất vấn họ để Min Gu tự do điều tra, còn thấy cả mặt Eui Jong. Anh lo lắng hắn bắt Ji-chun trước mọi việc sẽ tiêu tùng. Buổi tối, Harion được mời đến ăn tối với tư cách là bạn gái Jun Mo. Mới gặp người ta mà miệng hỗn hỏi thăm Eui Jong là cảnh sát tham nhũng à. Cô còn bảo mình sản xuất nước khoái khiến bầu không khí vô cùng khó xử. Trong lúc nói chuyện, Harion chủ động thú nhận việc mình rất thích Jun Mo. Eui Jong cảm thấy hơi bất an nhưng sau đó lại rất quan tâm Ji-chun. Điều này khiến Jun Mo rất khó chịu. Harion dù anh đánh lẻ uống vài ly với mình, có thể thấy cô ấy thật lòng thích Jun Mo. Cô cũng khao khát cuộc sống yên bình và có anh bên cạnh. Cô ấy còn làm căn cước giả để sống ở Hàn Quốc một thời gian. Min Gu yêu cầu hai tên đàn em của quản lý liệt kê tên những kẻ liên quan đến đường dây bán hàng quốc cấm này, xem thử có tên nào dính líu đến Ji-chun không. Tên tóc bết bổ sung thêm một người gọi là Park Gá, kẻ quan trọng xác nhận giao dịch để Ian Ki giao hàng. Min Gu liền để hắn gọi cho người đó. Tên tóc bết hẹn gặp Park Đá ở trường học. Hắn không có chút phòng bị vội đến đó. Tên Min Gu âm thầm hốt ông ta về đồn. Hóa ra đó là bố của Jun Mo. Hắn không lo lắng việc mình bị bắt. Lão còn khoe khoang con trai và con dâu mình đều là cảnh sát. Thấy cậy miệng ông ta không được, Min Gu ra điều kiện thả hắn đi để nhận được manh mối kẻ cầm đầu. Do Hi Ung nhận được tin tức cảm thấy tình hình không ổn, mong ông ta đừng gặp lại tên cảnh sát Min Gu nữa. Anh mất một khoản tiền để bịt mồm bố Jun Mo. Sau đó anh tìm đến bạn gái của Ian Ki nhờ cô ta đến đồn cảnh sát tiết lộ Jong Ryon là kẻ rớt chớt tên quản lý. Đổi lại anh sẽ giúp cô ta đến một nơi khác sống thay vì nhà đá. Dù sao cô ta đang mang thai cũng không còn lựa chọn tốt hơn. Min Gu khá nghi ngờ khi bạn gái Ian Ki chủ động đến đây tiết lộ manh mối quan trọng cho họ đúng thời điểm này. Cũng may kỹ thuật diễn xuất của cô ấy khá tốt khiến Min Gu tin tưởng. Hắn ta lập tức bắt Jong Ryon đi. Thái độ vô cùng hách dịch chẳng ra làm sao. Ji-chun và Hee Seong không biết tại sao bạn gái Ian Ki lại khai như vậy. Rõ ràng đêm đó chẳng có ai ngoài bọn họ. Ji-chun cho rằng Yeong-jae đã phản bội mình tiết lộ cho cảnh sát. Hee Seong muốn tranh thủ cơ hội lấy thêm ít đồ để làm một mẻ lớn. Jun Mo nghĩ giao dịch lần này là cơ hội cuối của bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy sự bất chấp của anh do Hee Ung lo lắng Jun Mo quên mất thân phận cảnh sát của mình, anh liều mạng hoàn thành nhiệm vụ giống bọn côn đồ. Ji-chun đã cho người báo Jong Ryon đừng lo lắng. Đương nhiên hắn cũng không dễ dàng tiết lộ sự thật. Jong Ryon luôn miệng bảo mình dùng quyền im lặng làm tên Min Gu phát điên muốn lao đến đánh hắn. Jun Mo đến gặp Harion mong cô ta sản xuất thêm hàng cho đại ca. Tuy tình hình bây giờ rất nguy hiểm, cảnh sát đánh hơi khắp nơi, nhưng vì tin tưởng anh, Harion không do dự lập tức đồng ý. Phía Trung Quốc vì để tăng lượng hàng bất chấp tính mạng ngày đêm làm việc, nhiều người đuối sức ngất ngay tại chỗ. Cảnh sát bắt đầu triển khai hành động. Trong đêm, Jun Mo, Ji-chun và Hee Seong lên đường ra biển nhận hàng. Không biết rằng Yeong-jae đã quay lại văn phòng của họ phá hủy hoàn toàn kế hoạch của cảnh sát và Ji-chun. Trước đó hai ngày, tên Min Gu tìm đến đàn em của băng đảng Jae-jin. Biết được người phụ nữ bên cạnh Ji-chun là cảnh sát, lập tức tìm đến đồng nghiệp cũ xác nhận. Anh cho rằng cô ta cắm sừng chồng qua lại với xã hội đen. Còn Ji-chun đang cố gắng thoát khỏi cuộc sống phạm tội. Anh mua sẵn ngôi nhà rộng lớn chào đón tương lai với Eui Jong. Cô hy vọng Ji-chun dừng lại giao dịch đó nhưng hắn không đồng ý. Cô cũng khuyên Jun Mo dừng lại, nhưng anh cho rằng cô đang lo lắng cho Ji-chun mà thôi. Eui Jong bất an sợ chồng mình lún sâu không thể thoát ra được. Jun Mo cùng Ji-chun lên thuyền ra ngoài biển. Phía Trung Quốc giao hàng xong vội rời khỏi. Hai người nhanh chóng cất hàng vào túi quay trở lại đất liền. Trước khi trở về, Jun Mo đã ghi lại thông tin tàu báo cho cảnh sát. Ba người lập tức chạy đến nơi giao hàng cho bên Nhật Bản. Cảnh sát đã bao vây sẵn ở đó nhưng không ngờ rằng xe của Jun Mo gặp tai nạn nghiêm trọng. Nhân lúc hai người mơ màng, tên đàn em đã lấy hàng đi. Ji-chun liên tục gọi Jun Mo tỉnh lại thì chiếc xe bỗng phát nổ. Do Hee-ung nhận được tin báo rất lo lắng. Cũng may Ji-chun đã mang Jun Mo ra ngoài trước. Hắn liền biết tên Yeong-jae đã thông đồng với Kim Jin phản bội họ. Ji-chun lập tức ra lệnh cho đàn em truy bắt hai tên đó. Anh đưa danh sách những tay buôn đá bảo cho Jun Mo xử lý. Ji-chun tức nổ phổi khi Yeong-jae còn trộm hết số tiền trong két sắt. Phía bên Nhật cho thời hạn 1 tuần để họ giải quyết chuyện này. Min Hoo đến sở cảnh sát Jun Mo làm việc trước đó và muốn điều tra tin tức về anh ấy.
Còn Jun Mo lúc này đang xin lỗi Haryon. Phi vụ đầu tiên vào tay anh thất bại nặng nề nhưng cô không hề khó chịu chút nào. Cô lựa chọn tin tưởng anh tìm lại số hàng đã mất. Cô còn an ủi ngược lại để Jun Mo thoải mái hơn. Trong lúc tâm sự, Vuver Haryon vô tình nhắc đến địa chỉ căn cứ ở bên Trung Quốc. Lúc này bố cô ta rất thất vọng và sẽ để Haryon chịu mọi trách nhiệm cho giao dịch đó. Jun Mo chợt khuyên Haryon nên quay về Trung Quốc đợi mình tìm hàng rồi hãng quay lại. Anh sợ có bất trắc gì đó sẽ xảy ra với cô. Sau đó anh gọi báo cho Jo Hyung căn cứ của bọn họ. Cảnh sát Trung Quốc triển khai kế hoạch bao vây nơi đó. Trang Sik hớn hở sắp hốt chọn ổ sản xuất đá bảo này. Jo Hyung đề nghị nên điều tra công khai bắt tên Yeong Jae. Sự tồn tại của hắn có thể gây nguy hiểm cho Jun Mo và Eui Jong. Nhưng lão Trang Sik chỉ muốn phá án mặc kệ an nguy người khác. Jong Ryon cũng được thả ra. Yeong Jae bảo đại ca sai mình đưa tập tài liệu lấy được trước đó cho hắn. Hai người liền quay lại đồn cảnh sát. Eui Jong chất vấn tại sao họ để tên cảnh sát Min Gu về tận quê điều tra Jun Mo. Jo Hyung lập tức gặp mặt hắn ta. Min Gu lấy được thông tin giả người trước mặt là chồng Eui Jong. Anh vui vẻ nói bị cắm sừng mà không hay biết. Jo Hyung chỉ cảnh cáo hắn đừng quan tâm đến chuyện nhà người ta nữa, mà không biết rằng Jong Ryon đang theo dõi phía sau. Yeong Jae chợt nhớ đã gặp Jo Hyung ở nơi lấy tài liệu. Suốt mấy ngày không tìm được tên Yeong Jae, Jun Mo gần mất kiểm soát chửi bới chẳng coi ai ra gì. Anh luôn nghĩ đến việc tìm hàng để giao dịch đến mức phát điên. Ngay cả Ji Chun cũng không chịu được bộ dạng đó của Jun Mo. Eui Jong gọi đến nói muốn gặp anh và đưa địa chỉ nhà Yeong Jae hỗ trợ Jun Mo. Nhưng anh rất khó chịu khi họ không gọi điện thoại mà trực tiếp gặp mặt. Eui Jong lo lắng tinh thần chồng quá mức căng thẳng. Nhưng anh lại mắng cô xen vào kế hoạch khiến mình phân tâm. Anh như một kẻ điên bất chấp lời khuyên của bọn họ. Chính do Hyung và Trang Sik đã ép mình và Eui Jong vào cuộc điều tra chết tiệt này. Yeong Jae hẹn gặp cô nhân viên. Yeong Jae đe dọa cô ta hãy nói ra sự thật. Biết được do Hyung đã nhờ cô giúp đỡ điều tra. Sau đó Jong Ryon yêu cầu cô ta gọi Jo Hyung đến đây. Hắn cũng gọi cho Jun Mo trong lúc anh theo dõi nhà Yeong Jae. Eui Jong một lần nữa nhắc nhở Ji Chun dừng lại trước khi quá muộn. Nhưng hắn mong bản thân có thể làm xong vụ đó mới an tâm rút lui. Khi Jo Hyung đến nơi văn phòng tối đen không có ai, Jong Ryon đột nhiên từ bóng tối lặng lẽ xuất hiện. Còn Yeong Jae bên ngoài khóa cửa để hai người bên trong tự giải quyết. Jun Mo chạy đến bảo Yeong Jae trốn đi còn mình tiến vào trong. Jo Hyung lúc này đã bị đánh cho tơi tả bất tỉnh nhân sự. Jong Ryon phát hiện người ngồi kia có cái tên khác. Anh nghi ngờ Jun Mo chính là con chuột trong băng đảng. Jong Ryon yêu cầu anh cầm dao xử lý Jo Hyung để chứng minh mình phán đoán sai. Nhưng liên kết tất cả những vụ việc xảy ra và liền khẳng định Jun Mo cấu kết với cảnh sát. Mặc kệ anh có giải thích thế nào liền bắn một viên đạn vào Jong Ryon. Jun Mo không còn cách nào bèn lao đến tấn công hắn. Cảnh sát lúc này cũng kịp thời chạy tới ngăn cản hai người và bắt tên Jong Ryon đi trước. Còn Jun Mo ngồi ôm Jo Hyung đau đớn không thôi. Anh ấy thoi thóp nhắc nhở Jun Mo hãy nhớ thân phận cảnh sát của mình. Lúc Ji Chun trở về văn phòng các đàn em đã thành kẻ thù của hắn. Yeong Jae tiết lộ việc đại ca muốn một mình trở thành doanh nhân và từ bỏ bọn họ. Ji Chun không thể tin được ngay cả Hee Seong cũng phản bội mình. Mọi thứ đã kết thúc. Tên cảnh sát Min Gu đến bắt Ji Chun về tội giết người. Trước đó bọn họ đã thông đồng với nhau để cướp hàng. Họ giao dịch với Min Ho loại bỏ Ji Chun và tống hắn vào tù. Họ cũng mong Min Ho chống lưng băng đảng. Chúng cho hắn một tòa nhà lớn xem như điều kiện trao đổi. Khi Eui Jong đến nơi đã thấy Ji Chun bị còng tay đưa lên xe cảnh sát. Cô lái xe theo sát phía sau. Jun Mo sợ hãi ngồi ngoài phòng cấp cứu. Trang Sik đến báo tình hình khiến Jun Mo vô cùng mệt mỏi. Nếu Ji Chun bị bắt cuộc điều tra của họ sẽ kết thúc. Jun Mo tăng tốc chạy đến tông thẳng vào xe tên Min Gu và đưa Ji Chun an toàn thoát khỏi đó. Còn Jo Hyung thì không qua khỏi nhưng ông ta nói dối anh ấy đang bình phục để Jun Mo tiếp tục kế hoạch. Đôi khi anh cũng muốn dừng lại cuộc điều tra này nhưng có những việc không như mong muốn. Cảnh sát phải bắt hết mấy tên mua hàng để gây áp lực cho phía Yeong Jae. Điều đó cũng thu hẹp lượng tiêu thụ mai thúy của bọn chúng. Khi nguồn khách hàng cạn kiệt thì họ sẽ tìm nguồn bán khác. Vệ sĩ của Haryon đến đòi hàng. Thái độ bọn họ láo quá khiến hắn phải ra tay cảnh cáo. Yeong Jae đề nghị để họ gặp mặt trao đổi với Haryon. Anh muốn tìm người liên lạc với bên Nhật để bán lượng hàng lớn. Eui Jong không ngờ Trang Sik lại giấu chuyện do Hyung đã mất với Jun Mo. Ông ta ích kỷ cho rằng hy sinh là điều cần thiết khi điều tra. Yeong Jae nói tên Min Hoo nên theo dõi Eui Jong và Haryon để bắt Ji Chun với Jun Mo. Nhất định họ sẽ liên lạc với nhau. Haryon thực sự ra mặt gặp bọn Yeong Jae. Cô nhanh chóng kiểm tra chất lượng hàng và đồng ý tiết lộ cho bọn chúng vị trí giao hàng với phía Nhật Bản. Điều đó làm Hee Seong và Yeong Jae vui vẻ không chút nghi ngờ. Vệ sĩ lo lắng cô quá tin tưởng những kẻ đó. Haryon đang nghe lời Jun Mo dụ dỗ bọn chúng đến đó giao hàng mà thôi. Jun Mo liên tục hỏi thăm tình hình Jo Hyung nhưng Trang Sik vẫn luôn che giấu. Ông ta nhất định phải thành công trong nhiệm vụ này. Đồng nghiệp của tên Min Gu xuất hiện ở nơi tổ chức tang lễ của Jo Hyung. Anh ta phát hiện người đàn ông này có cái tên hoàn toàn khác. Cô vợ không phải là Eui Jong. Tên Min Gu phấn khích khi tìm ra bí mật đó. Hắn vội bám theo Haryon đến khách sạn. Khuôn mặt nham nhở đưa ảnh của Jun Mo và Eui Jong là cảnh sát. Hai người là vợ chồng khiến tinh thần Haryon hoảng loạn. Hắn mong cô có thể tiết lộ vị trí của Jun Mo để còng tay anh ấy. Haryon suy nghĩ rất nhiều khi biết mình bị phản bội. Nhưng nhớ đến anh đã nhắc nhở mình về Trung Quốc. Cô cho Jun Mo cơ hội để nói sự thật. Jun Mo không muốn bắt Haryon khuyên cô nên rời khỏi đây đến Hồng Kông cho an toàn.
Sau đó Haryon đã xử lý tên Mingu để bảo vệ người trong nhóm. Một cái kết xứng đáng cho hắn ta. Vệ sĩ biết có tên cảnh sát khác ở đây đề nghị cô mau chóng rời khỏi nơi này. Anh ra sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Haryon lần đầu trong đời sợ hãi đến thế. Cô vội vàng rời khỏi khách sạn với khuôn mặt dính đầy máu. Bên Yeongje đợi người nhận hàng phía Nhật Bản đến. Họ tiến hành giao dịch một cách thuận lợi. Junmo cũng công khai thân phận cảnh sát. Chĩa súng về phía Ji-chun và còng tay hắn lại trước sự ngỡ ngàng của hắn ta. Nhưng anh không đành lòng vẫn để lại chìa khóa để Ji-chun chạy trốn. Junmo nhanh chóng chạy đến chỗ Yeongje. Bọn chúng đang vui vẻ sau khi nhận được tiền nên không muốn giải quyết Junmo lúc này. Nhưng khi thấy cảnh sát đến mới nhận ra Junmo là nội gián. Ba tên đó liền bị bắt về đồn. Trước khi rời khỏi, Junmo đã lặng lẽ để lại chìa khóa còng tay. Anh vẫn không muốn đưa Ji-chun vào tù. Tất cả đàn em đều bị bắt. Phía Trung Quốc cảnh sát càn quét căn cứ sạch sẽ. Ozama cũng bị bắt tại trận. Cuộc điều tra đầy nguy hiểm cũng chính thức khép lại. Haryon rời khỏi Hàn Quốc nhưng lại có vết thương không bao giờ lành. Còn do Hyung đã hy sinh một cách đáng tiếc để lại nỗi đau trong lòng Eui Jong và Junmo. Nhưng mọi thứ lúc này cũng không thể quay về như trước kia. Ji-chun đột nhiên xuất hiện ở nhà vợ chồng Junmo. Hắn không thể chấp nhận việc bản thân bị hai người tin tưởng nhất phản bội. Junmo cảnh cáo hắn nên đầu hàng. Eui Jong buồn bã khuyên Ji-chun nên dừng lại đừng phạm tội nữa. Ji-chun lúc này muốn dùng cái chết để khắc sâu nỗi ám ảnh với hai người. Junmo đã bắn Ji-chun trước khi hắn muốn tự sát. Eui Jong theo bản năng ôm Ji-chun vào lòng. Trong giây phút đó cô cố cầm máu cho người đàn ông yêu cô thật lòng. Junmo cũng không dễ chịu khi anh vẫn còn đeo chiếc đồng hồ mà Ji-chun tặng cho mình. Không ai mong muốn một kết cục như vậy xảy ra. Hai vợ chồng Junmo và Eui Jong lúc này được khen tặng huy chương phá đường dây đá bảo xuyên quốc gia. Vợ do Hyung thay anh nhận tấm bằng danh giá nhưng chẳng đáng bằng mạng sống của chồng mình. Từ đêm hôm đó Junmo và Eui Jong dần xa cách nhau hơn. Anh đến thăm mộ của Ji-chun để lại chiếc nhẫn cưới của mình rồi rời đi. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.